Tiểu sử diễn viên Anh Đào. Anh Đào có tên thật là Nguyễn Anh Đào, sinh năm 1996, quê quán tại Bắc Giang, là một gương mặt diễn viên mới toanh của vũ trụ điện ảnh VTV. Sau khi đảm nhiệm vai thành nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Lối về miền Hoa phát sóng trên VTV3, các thông tin liên quan đến cô nàng đã được khán giả hết sức quan tâm. Đối với những khán giả thường xuyên theo dõi phim truyền hình Việt Nam, Nguyễn Anh Đào chắc hẳn còn là gương mặt vô cùng mới mẻ, ít được nhiều người biết tới. Trước đây, cô gái sinh năm 1996 này từng là sinh viên K34 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đồng thời còn là đàn em khóa dưới với nữ diễn viên nổi tiếng Quỳnh Cun. Sau khi tốt nghiệp, Anh Đào đã vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình và công tác tại sân khấu tư nhân Lệ Ngọc. Thời điểm này, dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn và rất có triển vọng, nhưng cô thực sự chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên trẻ đã từng tham gia một số bộ phim nổi tiếng của VTV như Hướng Dương Ngược Nắng, Trở Về Giữa Yêu Thương, Lửa Ấm. Tuy nhiên, vì chỉ đóng vai phụ mờ nhạt nên cũng không được mấy khán giả chú ý tới. Thậm chí, cô còn thử sức đi casting rất nhiều lần nhưng đều bị các nhà làm phim từ chối hợp tác. Sau nhiều năm nỗ lực, Nguyễn Anh Đào vẫn tiếp tục chăm chỉ hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Đầu năm 2022, cô đã bắt đầu gặt hái được thành công sau khi tham gia vào bộ phim Lối về miền Hoa của đạo diễn Vũ Minh Trí và đã nhận về rất nhiều lời khen của dân tình. Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên mà Anh Đào được tin tưởng chọn mặt gửi vàng vào vai nữ chính, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Theo đó, nữ diễn viên quê Bắc Giang thủ vai Thanh, một cô gái 25 tuổi làm chủ của quán trà chanh, có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, thậm chí đôi khi ăn nói hơi bốp chát đanh đá. Trong Lối về miền Hoa, cô nàng đã gây ấn tượng mạnh thông qua nhiều màn đấu đá với gã bạn trai Sở Khanh, kỳ bò tên là Thắng, do Hán Huy Bách thủ vai. Ngoài ra, bộ ba nhân vật gồm Thanh, em trai Bảo, Mạnh Quân và Lợi, Trọng Lân cùng những tình huống hài hước dí dỏm cũng khiến cho người hâm mộ phải cười ra nước mắt. Lối về miền Hoa công chiếu trên VTV3, Nguyễn Anh Đào hứa hẹn sẽ là một trong những gương mặt nữ diễn viên mới triển vọng của nhà đài. Bên cạnh sự nghiệp đóng phim truyền hình bước đầu được chú ý tới, Nguyễn Anh Đào hiện công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài đời thường, nữ diễn viên sinh năm 1996 vẫn độc thân và ưa chuộng phong cách mặc đồ trẻ trung, gợi cảm hoàn toàn khác xa với hình tượng gái quê trong Lối về miền Hoa. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.